Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại chợ ô tô số 1 Mê Linh. Và hôm nay em lại lên cho quý vị và các bạn một trong những phiên bản Grand i10 nhập khẩu nguyên chiếc. Và xin giới thiệu với quý vị và các bạn một trong những phân khúc Grand i10. Thì đây là một cái mẫu xe nhập khẩu bản hatchback, mà xe nó được trang bị là bản đủ số sàn và được trang bị là mọi thứ rất đầy đủ, chất lượng và keo chỉ máy số zin, thân vỏ nguyên bản, đặc biệt xe không dịch vụ các bạn nhé. Thì quý vị và các bạn quan sát một chiếc xe tổng thể nó còn rất là đẹp như này, từ form dáng, thân vỏ, keo chỉ, máy số của xe nó còn nguyên bản, tất cả những gì là một chiếc xe đẹp nó còn cho quý vị và các bạn. Đây là một cái mẫu xe mà bên em tuyển về cho quý khách hàng. Nó được sản xuất năm 2015, mang tên tư nhân Thành Biển, thành phố Hà Nội, và đặc biệt biển số là biển đẹp các bạn nhé. Đó, đít số là 66 lộc lộc các bạn nhé. Đó, một chiếc xe mà bên em tuyển cho quý vị và các bạn là không lỗi, không va đâm, không thủy kích, không tai nạn, không ngập nước. Xe được một trang bị động cơ là 1.0. Và chiếc xe này thì em giới thiệu cho quý vị và các bạn, nó là một cái mẫu xe bản đủ, cho nên nó được trang bị xi nhan gương, gương kính cụp xòe, và nó được trang bị đầy đủ là tích hợp vô lăng và đầy đủ start top các bạn nhé. Và nó có đầu màn theo xe cũng như cam lùi, cam hành trình, mọi thứ rất đầy đủ và chất lượng cho quý khách hàng. Ở cái phân khúc bản đủ này thì quý vị và các bạn quan sát, chủ xe đã bọc bộ ghế da bò rất là đẹp các bạn nhé. Bộ ghế này nhiều tiền các bạn ạ, đẹp lắm. Và cái cửa tiền thì bên em đang chào bán cho quý vị và các bạn, con này nó chỉ rơi vào tầm ngoài 220 một tí các bạn nhé. Ngoài 220 một tí mà chúng ta sở hữu được một chiếc xe đẹp như này, thì chúng ta, bạn nào hoặc bác nào mà có nhu cầu sở hữu xe thì các bác cứ liên hệ cho em để sở hữu một chiếc xe đẹp như này các bạn nhé. Em cam kết là xe đẹp cho quý vị các bạn, là cam kết xe không lỗi, không lỗi cho quý vị các bạn. Các bạn yên tâm là một chiếc xe đẹp, không có lỗi nhỏ các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát xe rất là đẹp, mọi thứ còn nguyên bản, keo chỉ, máy số zin, thân vỏ nguyên bản, một chiếc xe đẹp cho quý khách hàng. Quý khách hàng nào mà yêu thích cái dòng là i10 bản đủ như chiếc xe này thì các bạn liên hệ ngay cho em để sở hữu một chiếc xe còn rất là đẹp và chất lượng ở cái phân khúc là Grand i10 các bạn nhé. Những chiếc xe đẹp thì quý vị và các bạn quan sát, với nó còn cao su này nguyên bản hết các bạn nhé. Đó, cốp zin các bạn nhé. Và máng nước của xe thì quý vị và các bạn quan sát, nó còn zin nguyên bản, nguyên bản hết các bạn nhé. Một chiếc xe đẹp tuyệt trần cho quý khách hàng. Xe thì full đồ cho quý vị và các bạn nhé. Đủ đồ hết, tay mở, kích, rồi là các thứ của xe nó còn đủ hết các bạn nhé. Mọi cái còn nguyên bản. Đấy, sàn rất là đẹp đây các bạn này. Một chiếc xe đẹp cho quý khách hàng. Trần thì chấm hết luôn các bạn nhé. Trần nỉ theo xe, nó có cam lùi, cam hành trình, đủ để cho quý vị các bạn dùng, không thiếu một cái gì các bạn nhé. Đó là một chiếc xe đẹp bên em tuyển về cho quý khách hàng. Và chiếc xe này thì nó bản đủ, bao giờ nó zin hết từ la răng các bạn nhé, là 4 quả la răng đúc và la răng dự phòng, là la răng thường các bạn nhé. Và toàn bộ xe của nó thì em bao zin cho các bạn là từ trong ra ngoài, các bạn yên tâm là em bao zin cho quý vị luôn. Đó quý vị nhé. Đấy, quý vị nào mà yêu thích cái dòng này thì các bạn liên hệ ngay để sở hữu cái mẫu Grand i10 và bây giờ tuyển về rất là chất lượng cho quý khách hàng. Đó, các bạn quan sát từ keo chỉ của xe thì em cam kết cho các bạn là keo chỉ zin 100% các bạn nhé. Em cam kết cho các bạn là keo chỉ zin, không mất một phân một đoạn keo chỉ nào luôn. Xe không khoan đục, các bạn lưu ý là xe không khoan đục một chút nào các bạn nhé. Đó, anh chị thấy chưa, không khoan đục. Anh chị mà yêu thích cái dòng này thì các bạn hãy liên hệ ngay cho em để sở hữu một chiếc xe khá là đẹp và chất lượng. Với chiếc xe đẹp này thì quý vị và các bạn là quan sát thì xe là biển thành phố, cũng như là được trang bị động cơ 1.0 cho lên thì nó rất tiết kiệm xăng các bạn nhé. Và đặc biệt đi cũng rất là vừa vặn và khỏe khoắn các bạn nhé. Một chiếc xe đẹp các bạn ạ. Đó, anh chị nào mà yêu thích cái dòng xe đẹp chất lượng ở bên em tuyển được ở cái phân khúc là Grand i10 như cái mẫu xe này thì các bạn liên hệ ngay cho em ở cái bản đủ các bạn nhé. Thì xe thì em bao zin cho các bạn từ keo chỉ, máy số, mọi cái còn nguyên bản hết các bạn nhé. Một chiếc xe rất là đẹp luôn, vừa vặn
Và đây thì bây giờ em sẽ lổ xe để em kiểm tra cho quý vị các bạn xem nó tình trạng xe như thế nào các bạn nhé. Với chiếc xe đẹp này thì quý vị và các bạn quan sát tổng thể một chiếc xe, vì nó đi nhiều đi ít thì chúng ta quan sát. Và đề lỗ start top khóa khiển theo xe đó các bạn nhé, có đề lỗ start top và khóa khiển theo xe các bạn nhé. Đó, có cam hành trình, dẫn đường, mọi cái GPS đều ok hết các bạn nhé. Đó, anh chị nào mà yêu thích thì các bạn liên hệ ngay đó, để sở hữu xe, một chiếc xe rất là ok luôn các bạn nhé. Đó, anh chị nào mà yêu thích cái dòng này thì các bạn liên hệ ngay để sở hữu một chiếc xe rất là đẹp. Đó, đó có đầu màn cam lùi và nó có tích hợp vô lăng các bạn nhé. Đấy, nó có tích hợp vô lăng các bạn này. Đó, mọi cái rất ok. Và xe chạy là 13.000 vạn km. Và em mới thay dầu các bạn nhé. Đó, em mới thay dầu hôm nay là dầu cắt trôn, là dầu rất tốt đây các bạn này. Đấy, em thay là, các bạn lưu ý là em thay là 13.000895 cây. Thì đây, đúng là em mới thay xong, em chưa đi thôi các bạn nhé. Và lần sau đến là 13.500. Đấy, 5.000 chúng ta mới phải thay các bạn nhé. Đó, các bạn quan sát này, mọi cái gì hết này. Đó các bạn nhé. Đấy, cam lùi, quý vị đây, cam lùi ở phía sau rất là ok các bạn nhé. Đó, có đề lửa start top đây các bạn này, mọi cái rất là đẹp đây các bạn nhé, còn zin hết các bạn nhé, keo chỉ rồi các thứ đây, mọi cái nguyên bản hết, từ cốp lề trần của xe rất là đẹp đây các bạn này, kính điện của xe trước sau lên ngọt ngào các bạn nhé, các bạn yên tâm là kính ngọt rất là ngọt. Đó, kính kiểu xe rất là ngọt luôn đấy các bạn nhé, không có một chú nào chịu chặt hết. Đó, anh chị nào muốn mua con này về sẵn sử dụng thôi, không phải làm gì hết các bạn nhé. Đó, một chiếc xe rất ok luôn các bạn ạ. Đèn đóm của xe còn rất là đầy đủ nguyên bản đấy các bạn nhé, em sẽ thử hết cho các bạn là xem nó tình trạng như thế nào các bạn nhé. Đấy, điều hòa thì mát rét, máy số thì ngon, cái rất ok. Và chủ thì đã lắp thêm đôi tép cánh đấy, cho nên khi chúng ta sử dụng rất ok. Gương kính chỉnh điện và xin nhan gương, mọi cái rất đầy đủ các bạn nhé. Đấy, lên xuống rất đầy đủ đây. Và cụp xe rất, mọi cái hoạt động trơn tru hết các bạn nhé. Đó, cho nên chúng ta mua về sẵn sử dụng thôi. Đó, chiếc này thì em bán rất phù hợp, nó chỉ có là 225 triệu quay về. Và chúng ta sở hữu ngay được cái chiếc i10 này. Thì các bạn mua xe này thì đến thì em vẫn bớt nộp lá cho quý vị và các bạn đầy đủ các bạn nhé. Đấy, anh chị nào mua thì em vẫn bớt nộp lá cho quý vị và các bạn tiếp các bạn ạ. Đấy, có chủ bác dán hình cô bé rất là đẹp đây. Đấy các bạn nhé, rất là đẹp đây. Mọi cái zin nguyên bản hết các bạn nhé. Đó, bác nào mà yêu xe này thì các bạn cứ lên hệ bên em để sở hữu một chiếc xe đẹp các bạn ạ. Đó, xe đã lên hết full đồ rồi, từ màn hình cam lùi rồi là gương kính điện rồi là mọi cái rất ok các bạn nhé. Đây, và em sẽ quay cho quý vị các bạn là xem. Và xin giới thiệu các bạn đây, chiếc xe nó vừa về cho nên lá nó còn bụi các bạn. Đấy, zin hết các bạn nhé. Đó, mọi cái còn nguyên hết, đầu giằng, tai đèn, mọi cái còn nguyên hết các bạn nhé. Đó, anh chị này, rất là nguyên bản đây. Đó, chiếc xe này mà các bạn mua về thì chỉ đổ xăng lăn bánh thôi, máy rồi các bạn nhé, máy nổ rất êm đây các bạn này. Đấy, máy nó đây, máy đây các bạn nhé, máy nổ rất êm luôn. Đó các bạn này. Đấy, các bạn này, rất êm các bạn nhé, máy là zin hết các bạn nhé, máy nguyên bản hết này. Đó, chân máy đây, mọi cái nguyên bản hết các bạn nhé, máy đang đổ thi thầm luôn. Đấy các bạn này, máy rất là đẹp luôn, con này máy đẹp cực kỳ các bạn ạ. Đó, anh chị nào mà yêu thích cái dòng này thì các bạn liên hệ ngay để sở hữu một chiếc xe đây. Godani 10 các bạn ạ, bản 1.0 rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, anh chị nào mà yêu thích dòng này thì các bạn liên hệ ngay cho em để sở hữu ngay cái Godani 10, một chiếc xe vuông vắn, đẹp đẽ, chất lượng ở cái phân khúc này. Đấy anh chị nhé, anh chị nào mà yêu thích thì liên hệ cho em là cam kết là máy số zin, thân vỏ nguyên bản, xe đẹp không lỗi. Anh chị nào mà yêu thích thì liên hệ ngay cho em để sở hữu xe. Một lần nữa em chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Và bây giờ em sẽ quay tổng thể chi tiết xung quanh một chút, sau đó sẽ khép lại video của con Grand i10. Bạn nào yêu thích dòng này thì các bạn liên hệ ngay để sở hữu xe, một chiếc xe đẹp bên em đã mới tuyển về cho quý vị và các bạn. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn, xin cảm ơn.